Xin chào các bạn, trong cái video này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về phần ánh sáng. Thì ánh sáng ở trong một cái video ấy thì nó là một cái vấn đề rất là quan trọng. Ánh sáng, âm thanh cộng với cả nội dung bài giảng của chúng ta sẽ tạo ra được một cái video. Vậy thì ánh sáng là một phần rất quan trọng, nó quyết định cái việc là gì, người ta có muốn xem cái video của bạn hay không. Đôi khi cái bài giảng bạn rất hay nhưng mà cái nhìn vào thì nó xấu, nó bẩn thì mọi người cũng sẽ cảm thấy nó rất khó chịu, đúng không các bạn? Và giống như một người nghệ sĩ, người ta sử dụng bút vẽ để làm nên bức tranh, thì những cái người làm video, quay phim, chụp ảnh, họ sẽ sử dụng ánh sáng để làm công cụ vẽ nên cái hình ảnh trong cái thước phim và bức ảnh của bạn. Vậy thì ánh sáng của chúng ta có những loại nào? Thì mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn. Ở đây chúng ta sẽ có hai loại ánh sáng, một là ánh sáng tự nhiên, hai là ánh sáng lấy từ đèn. Ánh sáng tự nhiên là gì? Là ví dụ như là ánh sáng ở ngoài trời các bạn. Khi các bạn ra ngoài trời các bạn quay video thì các bạn sẽ sử dụng ánh sáng của mặt trời, đó là ánh sáng tự nhiên. Đôi khi các bạn cũng không cần phải sử dụng các cái ánh sáng phụ trợ thêm nữa mà hình ảnh vẫn rất là đẹp. Tuy nhiên khi quay ở trong phòng thì cái ánh sáng thì các bạn bắt buộc phải sử dụng đèn, chẳng cách nào khác cả. Nhiều nhà thì ban ngày cũng phải bật đèn thì mới thấy được mọi thứ vì nó tối, đúng không các bạn? Và các bạn lưu ý rằng là đối với ánh sáng tự nhiên thì đa phần là chúng ta sẽ không cần phải sử dụng thêm đèn đâu. Nhưng các bạn để ý mà xem, ra ngoài đường thấy những cái người mà chụp ảnh đám cưới chẳng hạn, hay là những người quay phim họ cầm cả dàn đèn đằng sau đó. Thực ra họ vẫn phải sử dụng đèn hết, cho dù có ánh sáng tự nhiên đi chăng nữa thì vẫn phải có những ánh sáng hỗ trợ để cho cái bức hình nó thêm đẹp hoặc là cái thước phim nó đẹp hơn. Chứ còn nếu không có mà chỉ sử dụng ánh sáng tự nhiên không thì nó không đủ độ đẹp. Rồi, thì ánh sáng tự nhiên chúng ta sẽ không phải bàn nhiều, vì chúng ta sẽ bàn về ánh sáng đèn. Ánh sáng đèn này, đó là ánh sáng nhân tạo. Và khi các bạn quay ở trong phòng, mình sẽ không nói ở ngoài trời nhé, ở ngoài trời thì cũng tương tự như bố trí trong phòng thôi. Nhá các bạn nhé. Khi các bạn quay ở trong phòng thì các bạn nhớ này, ánh sáng nếu như trong phòng các bạn đang có nhiều đèn mà bật, nó sẽ bị nhiễu loạn ánh sáng. Việc đầu tiên của các bạn là gì? Hãy tắt hết tất cả những cái đèn mà không sử dụng để trong quá trình quay phim, hãy tắt đi. Ví dụ mình đang sử dụng hai cái đèn này, một đèn bên này, một đèn bên này. Đây, đèn này, đèn này. Thì tất cả các ánh sáng đèn ở trong phòng mình tắt hết, không để cái gì cả. Bởi vì khi bạn để nó liên quan đến rất nhiều thứ, nó nhiễu loạn ánh sáng. Vậy thì các bạn nhớ, lưu ý đầu tiên là phải tắt hết tất cả cái đèn để chúng ta quay cho nó ánh sáng nó tập trung và ổn định. Thứ hai thì có những cái loại đèn như thế nào? Thì ở trên thị trường có những loại đèn như là đèn các bạn và nếu mà vào studio chụp ảnh ấy, ai đã từng vào ảnh cưới sẽ thấy rất nhiều đèn. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng đơn giản thôi bằng các loại đèn LED. Đèn LED bảng. Mình thì thiên về sử dụng đèn LED bảng. Mình có hai cái đèn LED đây, một cái đèn LED đây từng này, một cái đèn LED to như này. Đấy, mình đặt bên này. Cái nào ánh sáng chính to thì chúng ta sẽ sử dụng đèn LED to. Cái nào ánh sáng mà phủ vào thôi thì chúng ta sẽ sử dụng cái đèn LED nhỏ hơn. Nhưng các bạn lưu ý này, đèn LED bảng có những cái loại gì? Có những cái bóng đèn LED ấy. Mấy chục bóng ấy, thì cái ánh sáng đó khi mà làm ánh sáng chính nó cũng tạo ra cái hình bóng không được đẹp. Và có một loại thứ hai là đèn LED bảng, như LED bảng mịn, LED, cái nét của nó rất mịn và nó không bị bóng. Thì các bạn sẽ phải tìm hiểu nó nhé. Các bạn sử dụng thì có hai loại đèn LED đấy thôi, là mình nên sử dụng nó và mình thấy là tốt và nó phù hợp trong cái việc chúng ta quay. Ngoài ra các bạn live stream thì có hai đèn LED tròn, đèn LED tròn là cả cái đèn tròn này này, xong rồi nó gắn được các cái thiết bị vào cái điện thoại thứ vào ấy. Thì đấy cũng là một cách. Và khi sử dụng cái đèn LED tròn ấy thì chúng ta sẽ bố trí trước mặt chúng ta luôn, trước mặt chúng ta thì nó sáng cả vùng mặt lên, nhưng nó bị bẹt ảnh, nó bị bẹt dính vào. Cho nên tốt nhất là bạn phải sử dụng hai cái đèn, hai góc đánh vào. Và cái video, có video mình đã nói về cái bố trí thiết bị thì nó sẽ nói về đèn. Thì tóm lại là mình sẽ tư vấn cho bạn có hai phần: đèn bằng ánh sáng tự nhiên và cái ánh sáng bằng sử dụng đèn. Và cái việc sử dụng ánh sáng rất là quan trọng, cho nên các bạn đừng bao giờ quên nhé, là cái ánh sáng nó rất quan trọng. Chúng ta sẽ cùng nhau lắp ghép từng miếng nhỏ một. Mỗi cái video mình đưa ra nó đều có ý nghĩa riêng. Vì trong cái thời lượng video nó ngắn, nó không có thể nói được dài, cho nên mình sẽ
không nói cụ thể cái phần như là các bạn cố gắng tìm hiểu nó, và cái gì không hiểu thì hỏi. Và video ngắn mình xin được kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.